vịt này là 2.000, mình mua 2 bịch. Còn có chút xíu như thế này, mình trộn lên cái nó teo lại mà, thấy không? Rất ngon. Ở trong vịt này mình nó có hành phi, rồi sốt, nước sốt tương ớt, rồi bơ, nước sốt bơ. Này thấy không? Nè, hành phi, nước sốt bơ. Mình cho thêm chút xíu hủ sa tế nè, sa tế mà, thấy không? Nước sốt bơ nó lại nước sốt tương ớt. Nhạt màu. Rồi. Mình vắt chút xíu chanh ra nữa. Nó ngon. Nhà bà nào có tắt thì các bạn vắt tắt cũng được. Cái này làm đơn giản lắm các bạn. Các bạn tự làm cũng được, các bạn có thể lấy bánh tráng, bánh tráng mỏng á, cái các bạn cắt ra cái mà các bạn cho nước sốt bơ vào, bơ các bạn lấy lòng đỏ cái các bạn đánh bằng với dầu á ra, rồi sau đó các bạn cho tương ớt nè, rồi hành phi vô, một xíu sa tế là ra được như thế này, rồi sạch chút xíu chanh nữa, rồi trộn lên, trộn tất cả nguyên liệu lại là ra như thế này rồi. Các bạn không cần đi mua. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử. Để ăn thử rồi nha. Mình cũng sẽ ăn thử mình tham mình nữa. Mình sẽ muốn mình cái đậm gia vị cho này ha.
trộn lên một hướng thôi, xoay một hướng thôi, bạn xoay lúc nào các bạn xoay một hướng thôi, các bạn cho từng muỗng dầu ăn nha, đồ gì cũng được. Các bạn thấy lên một hướng sao cho nó, cái sao cho nó sệt, sao cho nó nhấp lên được luôn, nhấp lên được mà nó rớt xuống thì sờ sờ liền nghĩa là nó sốt đạt rồi nha các bạn. Vị cay cay, béo béo, chua chua, mặn mặn á các bạn, nó có giòn giòn một chút á, dai dai bánh tráng nữa. Kỳ ngon cay nữa, thêm một miếng thức ăn. Mình có cho sa tế nó cay hơn, nóng quá các bạn luôn, đường nóng bây giờ cay nữa. Miếng nào nó ướt là nó thấm nhiều gia vị lắm rồi. Cái chấm thôi. Miếng mà nè các bạn. Nó thấm nhiều gia vị. Thôi mà. Thôi lấy hết luôn. Mình sẽ ăn nữa này.
mà cái ủng hộ kênh mình nha các bạn. Mãi 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 cảm ơn các bạn. Bye.